ngày nào cũng cãi nhau 3 lần. Vì sao Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận vẫn hạnh phúc viên mãn suốt 15 năm? Hóa ra là nhờ nàng tiểu long nữ giỏi giữ gìn nhan sắc bản thân, lại luôn biết kiên nhẫn lắng nghe chồng. Thời gian này, có nhiều blogger khiến khán giả ngỡ ngàng khi hé lộ việc Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã thỏa thuận xong việc ly hôn và chuẩn bị công khai. Cùng thời điểm ấy, một cặp đôi tiểu long nữ và dương quá khác là Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Thật ra, hôn nhân của cặp đôi này chẳng hề êm ả và ngọt ngào như người ta vẫn tưởng. Thế nhưng nhờ những bí kíp riêng của mình mà Phạm Văn Phương vẫn giữ được hạnh phúc bên Lý Minh Thuận. Ngày 30 tháng 9 vừa qua, Phạm Văn Phương đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều khán giả khi đăng bài kỷ niệm 15 năm ngày cưới bên Lý Minh Thuận và con trai. Nhìn vào những khoảnh khắc chung đôi ngọt ngào và hạnh phúc của cặp đôi thần điêu đại hiệp Singapore, ai nấy đều phải ghen tị vì cả hai vẫn đẹp đôi hệt như thuở nào. Đã thế cậu con trai 10 tuổi của họ càng lớn lại càng kháu khỉnh và ngoan ngoãn hơn, thừa hưởng toàn bộ ưu thế của phụ huynh. Thật ra, tình yêu của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận đã kéo dài được 24 năm rồi cơ. Từ bạn diễn thân thiết, họ dần nảy sinh tình yêu. Thuở ấy, cặp đôi này quá kín tiếng nên chẳng mấy ai biết đến chuyện hẹn hò. Mãi đến khi Lý Minh Thuận gặp tai nạn và phải nhận suất ăn cơm nhà nước vào năm 2006. Thay vì giữ im lặng hay chia tay để khỏi bị vạ lây, Phạm Văn Phương lại chủ động công khai chuyện tình cảm, sát cánh bên Lý Minh Thuận. Thậm chí, Phạm Văn Phương còn chẳng ngần ngại mà đi thăm Lý Minh Thuận, thành chỗ dựa tinh thần cho anh để vượt qua áp lực của công chúng. Sau này, nàng tiểu long nữ đã chia sẻ suy nghĩ của mình, thật ra lúc ấy tôi không cảm thấy quá khó khăn. Tôi nghĩ tình trạng của anh ấy còn tệ hơn, vì tôi chỉ cần vùi đầu vào công việc là được. Chính nhờ Phạm Văn Phương mà Lý Minh Thuận mới có can đảm để gây dựng lại sự nghiệp, gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất, còn từng nhận giải thị đế kim chung nữa cơ. Bảo sao sau khi về chung nhà với Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận yêu thương và cưng chiều cô hết cỡ. Điều này không có nghĩa là cuộc sống vợ chồng của họ sẽ xuôi chèo mát mái mãi đâu. Bởi theo Phạm Văn Phương hé lộ thì, chúng tôi ngày cãi nhau 3 lần, cứ 2 ngày lại giận dỗi nhau 1 lần. Có thể thấy, dù yêu thương nhau hết mực nhưng Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương vẫn giống hệt như những cặp đôi bình thường khác, thường nảy sinh bất hòa vì những chuyện nhỏ nhặt. Cũng vì thế mà Phạm Văn Phương mới đúc kết được những bí kíp riêng để giữ gìn hạnh phúc, như cô chia sẻ thì, hôn nhân không phải cưới rồi là xong việc, hai người phải cùng nhau đầu nhập nhiều tâm trí và nỗ lực để duy trì. Bí kíp đầu tiên của Phạm Văn Phương chính là phải biết yêu thương bản thân mình. Chính vì vậy mà Phạm Văn Phương luôn cố giữ gìn nhan sắc bản thân để luôn trẻ trung và xinh đẹp. Không chỉ thế, cô còn yêu cầu Lý Minh Thuận cho mình không gian riêng, không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào chồng mà phải có sự nghiệp và cuộc sống riêng, như thế thì mới luôn được đấng lang quân trân trọng. Bí kíp tiếp theo của Phạm Văn Phương chính là tôn trọng Lý Minh Thuận, luôn sẵn sàng tâm sự với anh. Bởi theo cô thì, khi nửa kia chia sẻ với mình, phải luôn trả lời thật nghiêm túc. Như vậy thì dù ở bên nhau lâu đến cỡ nào đi nữa thì hai vợ chồng vẫn không cảm thấy chán ngán khi nói chuyện với nhau. Và cuộc sống hạnh phúc đã chứng minh rằng suy nghĩ của Phạm Văn Phương hoàn toàn đúng đắn. Bởi họ vẫn hạnh phúc viên mãn suốt 15 năm, thành cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí, khiến nhiều người phải ghen tị. Quan trọng nhất là họ giúp công chúng tin hơn vào tình yêu trong làng giải trí, thành tiểu long nữ, dương quá đời thật.